Chào bạn, ở trong cái clip này lại nói tiếp về tôn nhé. Bạn có thể tưởng tượng tôn đó là cả một cái project của mình ấy, ví dụ như một con nhân vật này, một cái ô tô, một ngôi nhà, mỗi cả cái đấy là một tôn. Dụ như là bây giờ anh sẽ mở ra một cái này. Người chó này thì đây sẽ là một tool này. Ở đây sẽ bạn nhìn sang cái thanh bên phải này. Đây là một tool này. Tool này. Tool. Ở đây sẽ có bốn tool. Và cái này này nó chính là cái này, chẳng qua nó full cái to to này là cái tool mà chúng ta đang sử dụng. Còn 1 2 3 4 thì bốn nghe là bốn cái bốn cái tool mà chúng ta đang sử dụng, là bốn cái tool mà chúng ta đang sử dụng. Và tổng cộng bốn cái tool này là hiện tại thế này gọi là cả một cái project của chúng ta. Bốn cái này coi như cả một cái project của chúng ta. Thì bây giờ nếu mà giả sử các bạn muốn xếp nó lại nhé, Ctrl S này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là all project file, tức là mỗi một cái này là một project. Tool. Nếu mặc dù tên nó là demo hết nhé. Giờ sẽ hướng dẫn vào cái save file nhé. Giờ cái save này là save project, save này là save sẽ save toàn bộ tất cả những cái project, và trong cái project đấy nó sẽ save luôn cả cái lịch sử luôn. Đầu tiên là như đây. Bây giờ mình sẽ vẽ bừa lên một cái gì đó. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây này, nó sẽ có cái lịch sử. Bây giờ mình sẽ ấn Ctrl S này, ấn save ra desktop, demo hết save lại. Rồi mình sẽ tắt nó đi nhé. Các bạn sẽ thấy ở đây là có cái tool và bài sau sẽ là cái sub tool, thì hai cái này nó sẽ rất là khác nhau đấy. Thì cái Ctrl S là cách lưu của tool, còn cách lưu của sub tool nó rất là khác. Bây giờ mình sẽ ấn Ctrl O nhé. Cái kiểu xếp này là xếp cả dự án nhé, thì bình thường xếp cái này nó sẽ rất là nặng. Rồi, open. Cái này nó cũng chưa có gì đâu, là vẫn hơi nhẹ. Đó, các bạn đã thấy ở đây nhé, là chúng ta đã lưu lại đầy đủ hết tất cả những cái tool của chúng ta này. Đấy, đây chính là các tool này. Đấy, đây chính là các tool. Rồi nó còn lưu hết toàn bộ tất cả những cái lịch sử của chúng ta này, nó sẽ lưu hết tất cả lịch sử. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ không sử dụng cái này nhiều đâu, mà mình sẽ sử dụng cái cách lưu sub tool cơ. Ở đây thì ở phía dưới mỗi một cái project này, phía dưới mỗi một cái project này nó lại đều có một cái sub tool riêng này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy phía dưới này, sub tool này. Thì bây giờ giả sử cái con dog này, đấy, bây giờ anh muốn cho thêm cái hình tròn này, từ cái hình tròn này vào đây, hình tròn này, cái hình tròn từ cái hình tròn này vào con chó, tức là gộp lại. Thì mình sẽ sử dụng cái append này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy được có cái quick pick này, nó sẽ có đầy đủ hết tất cả bốn cái này ở đây, nó sẽ là ở đây. Đó, vậy thì mình sẽ chọn từ đây luôn.
Đó, về anh sẽ đã nhét được cái tool từ cái hình tròn này ném ném vào con chó. Đó. Đây chính là cái cạnh để mình gộp lại hết tất cả những cái tool khác. Đó. Quay lại cái bài này thì ở mỗi một cái tool như này này thì ở đây sẽ là cả một cái project của đây sẽ là cả một cái object của chúng ta này, thì nếu mà các bạn muốn chuyển đổi qua lại, tức là muốn lựa chọn những cái object khác này thì ấn vào đây giữ an ấn vào rồi mình sẽ chuyển sang cái bài khác, ấn phẩy này ấn vào cái demo studio. Đấy, các bạn có thấy là một cái project như này này nó sẽ có nhiều những cái object khác nhau, thì để chuyển đổi qua lại thì giữ an ấn vào. Nếu muốn xếp nhá, Ctrl S, xếp project. Và muốn mở ra, Ctrl O. Đó, Ctrl O. Ok, ở buổi sau mình sẽ bắt đầu nói về sub tool. Đó, sub tool là những cái ở phía dưới này. Ở phía trên này nhá, đó, nó là tool, đó, tức là mỗi một con nhân vật chúng ta nó sẽ là một cái ô này, mỗi nhân vật của chúng ta sẽ là một ô này. Còn ở phía dưới này thì là những cái bộ phận nhỏ của nó. Ok. Rồi, xin chào các bạn.